Chào buổi sáng cô chú anh chị ơi. Hello chị. Hello honey. Xin chào cô bà con chị. Tony nói là dẫn Kim đến một cái sân vườn, cái vườn hoa đó, Garden Center để ăn sáng, xem lại đó có cái gì. Xong rồi cái hôm nay, ngày hôm nay là sẽ kiếm một cái gì đi đến những cái công viên cho em Chi chơi đó, công viên trò chơi cho em Chi chơi. Hôm qua là ngày của ba mẹ rồi, hôm nay của em Chi. Tới nơi rồi nè cả nhà ơi. Vườn hoa hả mọi người, chỗ này là giống như cái vườn hoa bán cây cảnh đó. Đi Chi, đã lên không? Trong đây có cà phê nè. Okay. Trong đây là nguyên cái thiên đường của Giáng sinh luôn nè. Đi vô đây coi nhanh lên, bao giờ tới bây giờ. Dễ thương quá à, cái nấm nữa chứ nè. Đẹp không chị? Đây nè chị, là đây có này nè. Sắp tới Giáng sinh tới nơi rồi hả cô chú anh chị. Mấy cây thông này đẹp quá. Ơi. Ô dạ. Ai quan đó. Tông chó chị ngã bây giờ. Thường là ở những cái vườn cây bán cây là ở trong bán. No not now. Trong đây có cà phê, trong đây là do ăn sáng mà con. Cái này có mùi thơm rồi đó. Bữa sáng bánh ngọt cà phê ăn sáng ha. Ở trong cái vườn này quán cà phê cũng rất là rộng cô chú anh chị. Ra phía bên kia ha. Don't have in there but they can make it. Only the warm meal and the brinkle of the chocolate. Oh, bless you. Wow, bên đó mà chú anh chị. In fact, that's good, because tomorrow morning we're going to be swimming now. We can just get up, have breakfast and then go. Good. Okay. Em chỉ có baby chino thôi cô chú anh chị. Baby chino chỉ là một ly sữa nóng thôi. Với lại một xíu bột sô-cô-la rắc ở phía trên nè. Chocolate and sữa. Kim có cà phê. Sữa. Còn Tony là lúc nào cũng uống trà. Tony không phải là một fan của cà phê. Hắn Tony không thích cà phê. Bữa sáng của Tony hả cô chú anh chị? Tony lúc nào cũng có bữa ăn truyền thống của người Anh buổi sáng. Còn của Kim hôm nay Kim ăn ngọt này. Em Chi muốn ăn bánh rán hả mọi người? Bánh rán này có mật ong nè, có chuối nè. Lấy nĩa con, lấy nĩa. Hai mẹ con sẽ ăn cùng nhau. Tại vì cái dĩa này nhiều lắm, ăn không hết cô chú ơi. Ăn sáng xong rồi mà cô chú ơi, bây giờ sẽ tiếp tục đi hả mọi người. Trong đây bán nhiều đồ lắm nè. Tới nơi rồi nè ông bà cô chú ơi. Ở đây có khu vui chơi bên trong nhà với lại ngoài trời nữa mọi người. Mà sáng là giống như trời mưa còn ướt. Để cho Chi chơi ở trong trước. Let me go faster than I.
Chào buổi sáng cô chú anh chị ơi. Anh chị đi học nè mọi người. Chị muốn đi bên kia không có đi chung mẹ nè. Hôm nay em tự mang cặp kìa thấy không? Có anh chút xíu à. Sau cái mùa thu nhẹ nhàng quyến rũ là chuẩn bị đi hốt lá cây ha cả nhà. Lá cây nó cũng rụng sắp hết rồi nè. Kim tranh thủ hốt lá cây tại vì thấy dự báo thời tiết ít ngày nữa là có tuyết rơi đó. Cho nên là mình phải làm cho lẹ đó cô chú anh chị. Chứ không là tuyết nó rơi xuống là không có làm được. Kim đang chuẩn bị mấy cái đồ nghề làm nail nè. Một chút nữa Kim sẽ có khách đến làm nail ở nhà ha mọi người. Dạo này Kim cũng hay làm nail cho khách tại nhà, cũng không có nhiều, mà làm cho những người hàng xóm hoặc là những người bạn, những người quen đó. Người ta biết Kim làm nail xong rồi người ta đến làm ủng hộ ha cô chú anh chị. Học về rồi nè ông bà cô chú ơi. Gò máng tòn tén trên cái cây này nè, dễ sợ chưa? Lá mùa thu đó rụng hết trơn rồi hả cô chú anh chị. Nè, khô hết trơn rồi. Bây giờ chỉ mới có 3 giờ mấy thôi cô chú anh chị mà lạnh luôn, mà tối thui luôn rồi. Hôm nay lạnh mọi người, hôm nay chỉ có 1 độ. Tối nay là âm độ nè, thấy dự báo là tối nay là tuyết rơi mà không biết là có không hả cô chú anh chị. Xuống hả con? Đi nhanh về con à, tối thui rồi. Cắt lần từ cái thôi. Đây, con cắt đây nè. Đó. Hết rồi đó hả? Cầm dao này, kéo cầm đây là nha, để đứt tay nha. Kéo xuống đây. Xong rồi kéo tiếp. Lấy cái tay ra, kéo xuống tới đây luôn. Để xuống dưới đây, mẹ kêu để xuống dưới đây mà. Quay qua bên đây.
Được không? Được, I can do it. Để nằm xuống con. Anh chung. Rồi, lấy tới cái khác. Anh chưa đúng anh phụ. Cái đó nhỏ thì khó làm. Xong rồi cắt này ra nè, thấy không? I'll do it okay. Mà cái đó cứng lắm nên mày cắt cho. I'll put them in a nice line. Chừng ngón tay con á. So we're gonna wash them. But if I need to do this, bữa nay Kim có hầm một cái nồi súp đuôi bò này cô chú anh chị, hai khúc bò Kim mua hình như là 6 đồng hay bao nhiêu, 6 bản Anh đó. Kim hầm đâu một tiếng mấy, gần 2 tiếng ha. Xong rồi cái Kim mới để bắp vô nè, bắp với lại khoai tây và cà rốt như vậy thôi. Bây giờ Kim sẽ trụng cái phở ha. Trụng phở cho em Chi ăn phở. Đúng như dự báo nè, ông bà cô chú ơi, bây giờ tuyết đã rơi rồi nè. 8 giờ tối ha mọi người. Rơi như này sáng mai hy vọng là đừng có nhiều quá đó, đi học cho nó dễ cô chú anh chị, để mà tuyết rơi nhiều quá nó dày á thì đi khó, tại vì ba Chi đã đi công tác rồi, hai mẹ con sẽ đi xe bus và đi bộ, mà nhiều khi á tuyết dày quá đường kẹt xe đó là xe bus không có đến đúng giờ đó, là mình phải đi bộ đến trường luôn. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ hai mẹ con Kim Chi nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.